Liam mến chào các bạn. Ở video này Liam gói hàng cho các bạn đã đặt hàng ở trên shop của Liam trên Shopee. Thì lời đầu tiên Liam cảm ơn các bạn đã ủng hộ shop nhỏ của Liam nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh Liam Channel của Liam cho đến ngày hôm nay. Bây giờ thì Liam gói qua hàng cho các bạn khách đây. Các bạn đặt mua rất là nhiều món, có cả những đồ decor bàn học nè, đồ các món đồ phụ kiện ha. Liam, những cái món đồ mà Liam quay trong cái video này thì Liam có bán trong shop của Liam ở Shopee. Nếu các bạn thấy thích những món hàng này thì các bạn có thể vào trong shop của Liam theo cái đường link Liam có để trong phần mô tả của video này. Còn bây giờ thì Liam gói hàng cho các bạn nha. Đầu tiên Liam gói cho một bạn bạn khách này, bạn đặt mua dùm cho một người bạn ha. Thì hai người bạn này tên là một bạn là tên là Phương Anh, còn một bạn tên là Tố Uyên ha. Món đầu tiên là bạn khách đã mua một cái kệ, đây là kệ lưới này các bạn, có hai tầng ha. Bạn nhấn là lấy màu tím nè. Món thứ hai là một chiếc tủ, chiếc tủ này có 9 ngăn ha, để đựng washi-tab và những đồ dùng học tập nhỏ nhỏ ha, để trên bàn, để trang trí bàn rất là dễ thương nè. Liam cũng có một cái nè các bạn, màu hồng kem ha. Món thứ ba là một cái đồ đựng bút, mình cắm bút chứ. Cái đồ này đồ cắm bút này các bạn có 6 ô. Thì cái đồ cắm bút này có kèm sticker. Bây giờ Liam sẽ lấy sticker ha. Đây là tấm sticker để dán trang trí lên trên đồ cắm bút này ha. Đồ cắm bút này khá là chắc chắn luôn các bạn. Ở phía dưới có mấy cái chân nè, rất là chắc luôn. Liam đã bọc sẵn cái đồ chống sốc rồi ha, để lát nữa bỏ vô thùng cho nó êm nè. Chiếc tủ decor bàn học này Liam lấy hàng về thì không có kèm sticker ha, nhưng mà lúc mà Liam bán thì Liam có kèm sticker cho bạn nè. Liam tặng cho bạn hai tấm sticker để Liam để bạn dán lên trên chiếc tủ này cho nó đẹp ha. Đây là sticker nè, rất là dễ thương luôn ha. Món thứ tư là bạn khách mua hai dây buộc tóc hoa cúc này. Bạn có nhắn với Liam là lấy cho bạn màu tím ha, cho nên là Liam đã lấy cho bạn hai cái dây buộc tóc màu tím, có cái hoa màu tím. Và món cuối cùng là một hộp sticker. Hộp sticker này bên trong có là 2, 4, 6, 8, 10, 12. Có 12 tấm nhỏ ha các bạn. Đây, dùng để trang trí sổ ha các bạn. Bây giờ Liam sẽ lấy một cái thùng to để Liam gói hàng cho bạn khách này nha. Bạn khách mua những món đồ decor bàn học rất là dễ thương này các bạn. Đơn tiếp theo Liam gói hàng cho một bạn khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Bạn khách tên là Cát Tường ha. Bây giờ Liam lấy hàng cho bạn đây. Bạn khách mua 5 hộp móc khóa. Móc khóa này tự làm ha. Các bạn về các bạn tự gắn sticker, các bạn tự gắn dây vào nè. Để Liam khui ra một cái cho các bạn xem ha. Đây. Đây có cái kẹp sticker nè. Rồi móc khóa này hình ngôi sao ha. Đó. Thì mỗi hộp là hình nó khác nhau nha các bạn. Hình trái tim, hình ngôi sao, rồi hình bướm ha. Có nhiều hình trong này nè. Ở phía sau họ có để này hình tròn nè. Đó, hình hộp giọt nước nè. Bạn mua 5 hộp ha. Món thứ hai là một bịch sticker. Đây. Và món thứ ba là một hộp sticker. Sticker này có 45 miếng nhỏ bên trong ha các bạn. Nhỏ xíu rất là dễ thương ha các bạn.
Liam có cái hộp rất là nhỏ nè. Bây giờ Liam sẽ bỏ hàng vô cho bạn ha. Liam tặng cho bạn một dây buộc tóc, hoa cúc nè, kèm với hai tấm sticker rất là dễ thương nè. Đơn tiếp theo đi, em có hàng cho bạn khách đến từ Hà Nội, bạn khách tên là Diệp Anh ha. Bạn mua 3 bịch bông gòn và một sủi xì bánh pizza. Đây sủi xì bánh pizza của bạn nè. Và 3 bịch bông gòn để làm sủi xì. Đây là đơn hàng của bạn khách đến từ Hà Nội, bạn tên là Diệp Anh ha. Bây giờ Liam sẽ gói hàng cho bạn khách nha. Liam cảm ơn bạn đã ủng hộ shop nhỏ của Liam ha. Liam có làm cái thùng nè. Bây giờ Liam sẽ bỏ đồ vô đây. Em bánh pizza này Liam cho cái bịch chống sốc á, Liam để vô vậy ha. Sau đó Liam cho bông vào nè. Liam tặng kèm cho bạn 5 tờ giấy A4 để bạn về bạn làm sủi xi giấy ha. Liam thấy bạn mua bông gòn thì Liam nghĩ là bạn sẽ mua về để làm sủi xi, cho nên là Liam tặng kèm thêm cho bạn giấy để bạn về bạn vẽ nha. Liam cũng có một phần quà nhỏ Liam tặng cho bạn nha. Tặng cho bạn một chiếc dây buộc tóc nè. Rồi một tấm sticker cùng tông màu tím luôn ha. Các bạn mua hàng ở shop Liam thì các bạn sẽ được Liam tặng quà ha các bạn. Những món quà tuy nhỏ nhưng mà có phần quà kèm thì Liam nghĩ là các bạn sẽ vui hơn ha khi mà nhận hàng. Liam cảm ơn bạn khách đã ủng hộ shop nha. Trong vài ngày tới thì bạn hãy để ý số điện thoại của shipper để nhận hàng giùm Liam nha. Đơn tiếp theo Liam có hàng cho bạn khách tên là Khánh Quỳnh, bạn khách đến từ Bến Tre ha. Bạn mua 4 món nè. Món đầu tiên là một set gồm có dao rọc giấy và 18 sticker. Món thứ hai là hai cuộn washi tape. Liam chọn cho bạn một cuộn màu hồng và một cuộn màu xanh ha. Và món thứ ba là bạn mua cái đồ bịt mắt. Đồ bịt mắt này có cái túi gel phía sau này các bạn. Liam lấy cho bạn màu hồng rất là dễ thương, có hình bé gấu và bé thỏ này ha. Bây giờ thì hãy cùng với Liam gói hàng cho bạn khách nha. Em cũng có một phần quà nhỏ Liam tặng kèm quà cho bạn khách ha. Tặng cho bạn một chiếc dây buộc tóc nè, rồi một tấm sticker. Liam cảm ơn bạn đã ủng hộ shop của Liam ha. Nếu bạn nhận hàng bạn thấy hài lòng về những sản phẩm mà Liam gửi cho bạn thì bạn hãy tặng 5 sao đánh giá cho shop của Liam ha. Thì thường các bạn đặt hàng trên shop của Liam á, thì các bạn sẽ được Liam gọi điện để xác nhận đơn ha. Thường thì khi mà các bạn đặt đơn xong thì khoảng buổi chiều thì Liam sẽ gọi điện Liam xác nhận đơn để Liam biết là các bạn đặt thì ba mẹ các bạn có biết không. Chứ nhiều bạn đặt xong thì lại không có nói với ba mẹ, cho nên là khi mà shipper họ mang hàng đến thì ba mẹ lại không biết để nhận hàng ha. Cho nên là Liam có một cái động tác nữa là Liam xác nhận đơn ha. Cho nên là tất cả những đơn hàng mà các bạn đặt ở trên shop Liam thì Liam đều xác nhận đơn. Nếu mà các bạn sẽ được Liam xác nhận nhanh á, thì Liam gói hàng ngay ngày hôm sau. Còn nếu mà những bạn mà Liam gọi điện mà không bắt máy ha,
thì Liam sẽ chờ đến lúc mà Liam gọi điện được ra các bạn. Tại vì Liam phải làm kỹ như thế thì các bạn mới nhận được hàng. Cái nhiều số điện thoại các bạn để trên shop á, trên Shopee á, các bạn để số điện thoại cũ á, thì shipper họ sẽ không có gọi điện được, không liên lạc được với bạn thì họ sẽ không có giao hàng được cho các bạn ha. Và có nhiều bạn tự ý đặt hàng trên Shopee mà không có nói với ba mẹ biết nè, cho nên là các bạn đó cũng rất là khó để mà các bạn nhận hàng ha các bạn. Nên các bạn mua hàng trên Shopee thì các bạn lưu ý ha, khi mà mình mua hàng mà số điện thoại của ba mẹ thì các bạn nên nói với ba mẹ biết nè. Theo thì Liam gửi hàng cho bạn khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, bạn tên là Trinh, thì có lẽ là tên Trinh là tên của mẹ của bạn ha. Bây giờ Liam soạn hàng cho bạn đây. Bạn khách mua khá là nhiều bông gòn ha, có lẽ là bạn mua về để bạn làm squishy nè. Bạn mua 6 bịch bông gòn. Liam đã lấy không khí ra rồi ha, cho nên là nó xẹp lại như thế này nè các bạn. Khi mà các bạn về các bạn bung ra là nó sẽ bung đầy cái túi bóng này ha các bạn. Món tiếp theo là bạn mua một túi gồm có 50 túi nhỏ này. Bên trong cái túi này là cái túi mà Liam thường đựng quà cho các bạn này ha. Và một cuộn này là băng keo hai mặt nè, loại đây là loại 2 cm, loại dày ha các bạn. Hộp móc khóa và một cuộn băng keo trong ha. Bây giờ thì hãy cùng với Liam gói hàng cho bạn khách nha. Liam đã chuẩn bị cho bạn khách một thùng rất là to. Bây giờ Liam sẽ lấy gói hàng đây. Đây là cái thùng Liam mới làm luôn nè các bạn. Tại vì hàng mà Liam bán đó là mỗi mặt hàng nó có mỗi cái kích thước khác nhau ha, cho nên là mỗi lần mà Liam soạn hàng xong thì Liam phải làm thùng, một cái thùng kích thước khác nhau này các bạn. Liam cho bông gòn vào đây. Thì hôm qua Liam kể cho các bạn nghe câu chuyện ngày hôm qua Liam gói hàng cho một bạn khách, đó là bạn khách mua chiếc túi túi đeo vai á các bạn, túi dạng túi tông túi vải á. Thì lúc buổi chiều Liam gói hàng á, thì trong lúc đang gói thì Liam phát hiện ra là chiếc túi đó giống như là khi mà người ta vận chuyển á, cho Liam á, là nó bị rơi mất cái chốt đó các bạn, cái chốt kéo á, mà Liam còn đúng có một cái rồi các bạn. Thành ra là Liam phải chạy đi thay cái chốt ha. Trời ơi, đang trưa nắng luôn, đang 12 giờ trưa. Liam dậy, Liam gói hàng định là shipper đến lấy ha, cái Liam phải chạy đi thay cái chốt cho bạn khách. Rồi về Liam tiếp tục Liam quay nữa. Trời ơi, một buổi trưa thật là kinh khủng luôn, đi tới mấy chỗ luôn á các bạn. Tại vì lại không có biết cái chỗ nào mà họ thay cái chốt đó ha. Thành ra là Liam phải chạy đi 3-4 chỗ luôn mới có một chỗ làm. Rồi cuối cùng thì Liam cũng đã thay xong cái chốt cho cái túi của bạn khách ha các bạn. Bán hàng có nhiều cái câu chuyện rất là vui luôn á các bạn. Có lúc thì Liam gọi điện cho khách đó, thì khách không có nghe máy. Rồi có lúc đó thì Liam gọi thì khách nghe máy, nhưng mà khách nói là khách không có mua, chắc là con của phụ huynh đó mua. Thành ra là có nhiều đơn thì Liam chốt rất là nhanh. Nhiều đơn là các bạn nói với ba mẹ, thành ra là ba mẹ chốt đơn rất nhanh. Mà có nhiều đơn thì bạn khách không có nói với ba mẹ biết á, thành ra là Liam gọi chốt đơn rất là lâu ha. Liam cũng có phần quà nhỏ Liam tặng cho bạn khách nha. Đây là chiếc Funchi mà Liam tự khâu nè các bạn. Liam có một tấm sticker Liam kèm cho bạn luôn nè. Liam hy vọng là bạn khách thích cái món quà mà Liam tặng ha. Có
có nhiều video quấy hàng á, Liam không có nói tiếng ha, không có lên tiếng, tại vì có nhiều video Liam quay lúc gà gáy á, lúc mới ngủ dậy á, thành ra cái giọng của Liam nó không có được trong trẻo lắm á, thành Liam không có quay. Nhiều bạn nói là thích Liam quay rồi nói chuyện trò chuyện với các bạn ha, cho nên là cái video này Liam quay, Liam trò chuyện rồi kể những cái câu chuyện về soạn hàng rồi gọi điện chốt đơn ha các bạn. Cái thùng hàng này Liam đã gói xong nè, siêu to luôn ha các bạn. Wow, 6 cái bịch bông gòn luôn nè. Bây giờ Liam tiếp tục gói đơn tiếp theo cho bạn khách khác ha. Đơn tiếp theo bạn khách mua một cuộn washi tape. Đây là một lắc washi tape đó các bạn, không phải là một cuộn mà là một lắc washi tape. Bạn khách đến từ Thanh Hóa. Bạn lấy cái nick là Thuận Còi, có nghĩa là có lẽ là đây là nick của ba của bạn ha. Bạn khách mua và các bạn đã thanh toán trước luôn nè. Bây giờ Liam sẽ có hàng cho bạn, tại vì bạn mua có một món mà đi đường xa cho nên là Liam chắc phải làm cái hộp để Liam bỏ cho bạn ha, chứ nếu mà Liam gói trong bì thì Liam sợ đi đường xa nó sẽ bị xẹp mấy cái cuộn washi tape này ha các bạn. Liam có một cái hộp nhỏ nhỏ đây, Liam cắt này tương đối là dày luôn á các bạn, gọi là khá dày không phải là tương đối nữa. Cái thùng này là 2, 4, 5 lớp luôn. Liam bỏ cuộn washi tape vô đây. Mặc dù là bạn khách mua một món nhưng mà Liam cũng có món quà nhỏ Liam tặng cho bạn khách ha. Liam tặng cho bạn khách một cái kẹp bấm giấy này các bạn. Cái kẹp này Liam thường dùng để Liam kẹp giấy để làm sổ mini này các bạn. Đây, Liam tặng cho bạn để các bạn có thích làm sổ mini thì các bạn có thể bạn lấy bạn dùng ha. Liam hy vọng là bạn khách quay lại mua đơn tiếp theo ở khách ở shop Liam ha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Nếu các bạn thấy thích những video gói hàng của Liam thì các bạn hãy tặng cho Liam một like. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để đón xem những video mới nhất từ Liam Channel nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye các bạn.